Nó alo đi thím. Cúc cư cả nhà, chào mừng cả nhà đến với kênh Vợ Thằng Bờm và Family Cuộc Sống ở Canada. Thì đã lâu rồi Thảo và gia đình không có làm YouTube, bởi vì Thảo và chồng của Thảo sắp chào đón một thành viên mới, một thiên thần nhỏ. Và hôm nay là ngày nghỉ bình thường của hai vợ chồng. Thì mời cả nhà cùng theo dõi một ngày nghỉ của hai vợ chồng sẽ làm những gì nha. Nè mọi người, hôm nay ngày nghỉ của mình thì không như mọi khi á, mình tổng vệ sinh cái bếp. Chồng Thảo làm. Sao nữa? Lát nữa có thể có thời gian mình đi chợ tại vì á, cái ngày kia bận quá đi làm. Bé bầu không có làm. Thế là lười. Thì ngày nghỉ á, mình thử đi làm khó khó. Mấy con chuyện ở nhà. Chắc các bạn cũng vậy thôi. Sống bên đây là vậy. Các bạn ở bên đây hay ở bên Mỹ, mình làm việc ngày 24 tiếng không đủ. Mình thử sao? Bên tiện tuần bữa nay á, mình sẽ thử làm bắn tiêu. Mình có cái máy đánh bột á, mà người bạn nó mới cho tới tăng gia cho. Đang gần 2 tháng ở trong tủ, hôm nay mang ra coi review luôn. Luôn từ review, ok? Ok. Giống như bên ai á, mình nghĩ á, thì á, mình sẽ làm bếp, làm đồ ăn bên ai. Bây giờ phụ trách làm đồ ăn bên ai. Thế là luôn tiện á, đang có thời gian đi chợ, đi hàng CNT. CNT là một cái chợ Á Đông ở đây ở Montreal, thì đa số người Việt Nam thì đi tới đó để nó tiện lợi, và mình thấy bên hàng CNT thì đồ ăn nó rẻ hơn mấy cái chỗ khác. Và buổi này tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó, đúng không các bạn? Thì mình làm bếp đó, cái đầu tiên mình thức dạ cho nó sạch sẽ chút đã. Ngày hôm qua mình về đi làm về trễ quá rồi, mình không có thời gian ăn xong mới để đó. Thì hôm nay mình chuẩn bị tổng vệ sinh cái bếp, và sau đó mình sẽ có thể làm bắn tiêu. Bây giờ mình đang rửa cái nồi súp mà mình hâm cho vợ của mình nó tẩm bỏ. Gọi các bạn nào á đang làm ồn không nghe được, ta rửa cái nồi này. Cái nồi này á thì mới mua nhà, mình mua cái loại Mifan. Cái loại Mifan này á tốt lắm, lúc trước mình đã xài qua nhiều lần. Đủ to á, cái này á 30 lít thì nó đủ to á, để không đầy đủ rồi thảy vô nguyên con gà á, có đủ chỗ. Rồi nào á, các bạn ở Montreal mà đã muốn tìm cái này á thì có thể đi hàng nó bán CNT. Giá thì có ok, nhớ nào không nhớ lầm á khoảng 60. Có thêm cái này luôn, cái hầm đồ nè. Nói vì mình thì lúc trẻ
như mình nói 18-20 đã bắt đầu đi chịu lọc, tôi đã ở Duyên. Lúc đó thì lúc đó mình có quen người này người kia, thì khi mình quen người mà thích làm bếp á, thích làm tổng vệ sinh mới gọi làm từ nhà, mình nghe nói mình em mình vừa đi làm thì ở nhà đi công việc với anh nhau, rồi có khi mình tập thân thì vô coi. Công việc này không có gì mừng hết, tôi sắp làm xong rồi, lát mình chuẩn bị làm bánh tiêu. Cái này nó là video đầu tiên của mình ha các bạn, video đầu tiên YouTube. Hay không hay á thì các bạn nhớ comment ở dưới, nhớ cho ý kiến. Merci beaucoup và thank you, cảm ơn chúng ta. Thôi bắt đầu rồi, tráng xong cái này. Chút nữa mình quay cái bếp tham quan cái bếp của mình ha. Cái bếp chưa sửa xong, lúc mua nhà thì cái bếp nó phải cần sửa, mình chưa sửa xong. Tại lúc đó bắt đầu mùa đông rồi, mùa đông bên đây cực lắm, ở ngoài dưa tuyết vừa lạnh vừa dưa tuyết thì mình không có thời gian để làm, cho nên mình đợi đến mùa hè này, chắc mùa hè này mình sẽ làm xong, thiếu mấy cái chưa làm. Biết các bạn ở nhà xài dĩa sao mà cái mình thích là xài mấy cái dĩa bằng nhựa vậy này, bằng silicone, nó xài buồn, nó không có, mình không có sợ nó bị thì mẹ rồi sao. Mình có chén thường mình thì mình thích nó gọn gàng, cho nên thì mình mua cái gì đó mình mua vừa thôi, không có đầy cái bếp, không có đầy cái nhà, để mỗi lần về á nó dọn dẹp, mình dọn dẹp nó đơn giản hơn, nó nhanh hơn. Rồi có khi mình đến nhà bạn của mình chén dĩa nó mua đầy, trong khi đó nó sẽ mỗi gia đình 4 người, mỗi người mỗi khác ha. Cái máy sinh tố mình tự sắm nó ok á. Lúc đó là Black Friday, nó là một ngày mà bữa đây cái gì của giảm giá, mình mua lúc đó mới 30, nó cho mình cái máy, vừa cái máy vừa cái cầu xay, cái tiện lợi xay xong á uống liền ở căn giữa. Đã có thời gian của chắc xay một ly sinh tố, review cái máy cho mấy người xem á. Ok.
ra xếp trứng đơn nhỉ. Xong để cho các bạn xem á. Thì này muốn nghĩa của mình thứ nó còn gan vậy, mọi thứ cần chỉ cần thật sự ba set là được, ba bốn set nhiều quá cũng không có ai. Rồi khi mình có bạn bè đến thì mình đi mua đồ nhựa xài xong á, cứ mình giữ lại thì mình xài, mình giữ nó mình xài thì có khi mình dục luôn cho nó lẹ. Ok, chắc mình cho các bạn tham quan cái bếp của mình ha. Cái này là cái bếp của mình. Có thằng Tài không? Thằng Tài đây đi theo mình lâu rồi. Từ khi mình có nhà hàng đầu tiên của mình á, bố mình mua. Mình đi theo nó giữ nó quá lâu. Bây giờ mau qua nhà mới. Thì cái này là cái thùng giá. Nó kéo ra, nó tiện lợi. Thiếu cái, nó còn thiếu cái cửa. Cái cửa của cái tủ mà tường như thế nào. Ở đây cũng vậy, mấy cái cửa tôi làm xong. Đây, đây. Để tủ. Cái bộ dao này á, mình mua rồi rồi. Tốt á. Cái hiệu HBO. Xài tốt. Cái này tủ lạnh. Mình thích xếp kiểu vậy, đồ ăn ra đâu, ra đó. Ở bên đây cải khuyết. Mà đồ mà mình phải xài liền. Ở dưới mình để mấy cái đồ mới của tuần này. Ở đây trái cây đầy đủ. Tuần trước mình cũng có ông táo thì mua nhiều. Thì tuần này nhiều quá thì mình chắc mình lấy xay sinh tố. Ở đây máy microwave. Đây mình gắn nhé. Đồ khô của mình. Đồ khô. Đơn giản. Là mình mua thì cái nơi á thì nó cũng khô quá. 2-3 năm mình muốn biết. Thì lâu quá phải đổi mới. Này. Một cốc rưỡi luôn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy thú vị và bổ ích thì hãy cho mình nút subscribe và bình luận để giữ liên lạc nhé. Cảm ơn cả nhà. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.